Xin lỗi, xin lỗi. Không có gì, không có gì. Má Hai ơi, sao á, lần trước á, má Hai bịt mắt con lại vậy? Lần nào? Má Đô ơi, má bắt xe về rồi. Ôi xong mấy, má, xin lỗi, xin lỗi. Không có gì, không có gì. Sao chạy ra giờ con hả? À, cái lần ở trên phòng của ba Đơ đúng không? Thì là như vậy. Có nghĩa là bữa đó là má Hai á là muốn rủ con chơi bệnh mắt về. Xong rồi cái phòng nó nhỏ xíu à. Cái má Hai cảm thấy là bắt như không có được. Thế thôi. Thôi má Hai đừng có xạo. Gì? Mỗi lần má Hai xạo ha là mắt má Hai cứ chớp chớp đều lắm. Bé này, đáng để thiệt á. Có phải chắc đi với ba Đơ chơi gì vui lắm rồi giấu con đúng không? Ăn kẹo nữa đi, nè. Thôi thôi, má Hai đừng có đánh trống lảng. Con biết những thứ mà má Hai nghĩ trong đầu rồi, con thông minh lắm. Dạ, tôi biết cô thông minh rồi. Tôi nhìn tôi còn sợ mà, khỏi giới thiệu ha. Tina. Ba. Tina. À nãy giờ hai cô cháu á nói chuyện gì vui quá vậy? Bí mật giờ ba chở con đi chơi xe điện đụng đi. Bây giờ luôn hả? Ừ. Anh đưa con đi chơi đi. Em hơi mệt. Em ngồi nghỉ một xíu, em còn dọn dẹp nhà nữa. Vậy hai cha con mình đi ha. Ừ. Đi con. Đi rồi. Đi đây, đưa cái con gấu này cho tôi. Đi chơi đi con. Rồi hết để em mất rồi sao? Liêu liêu, có đứa không được cục vàng quan tâm liêu liêu. Cảm ơn chị Tròn mà chăm Tina giúp em nha. Cục vàng gọi tôi á là má Hai chứ không phải má mềm đâu. Trời ơi, trông chút xíu, cảm ơn, cảm ơn. Trông salad chưa? Hả? Thôi, khó trả lời. Nhìn mệt mỏi vậy là tôi biết hai đứa trộn đều lắm rồi. Nè, chủ nhật tuần rồi đó, khi mà cục cưng tới đây đó, rồi hai đứa cũng trộn salad ở trên phòng đó. Cục cưng thấy cục cưng đi về, nhưng mà đi về với thái độ rất ngạo nghễ. Hiểu vấn đề chưa? Thì phải rồi, lâu lâu mới có dịp được xà xẻ em được một lần mà. Mà em cũng hiểu nha. Em làm cái gì cũng không có vừa lòng má Trộn hết trơn. Ủa? Có gì đâu em không hiểu. Đâu phải một ngày hai ngày, mấy năm trời rồi. Tính cục cưng là như vậy đó, hờn giận cả thế giới này. Trời ơi em ơi, không ai sống trong tròng mắt của cục cưng được đâu. Trời ơi chị Tròn, chị nói chuyện ghê quá. Chị nói ra biết sao không, để em thông cảm cho nỗi lòng của chị. Ở nhà hả, cục cưng sạc chị á 80 lần, chứ không phải như em lâu lâu mấy lần đâu. Nhiều khi chị cảm thấy bản thân mình á tuổi á khóc một mình hoài luôn á. Thôi em thương. Em nghĩ coi, sáng á đi làm quần quật như con ngõ vậy. Tối về livestream bán hàng mà tắt đèn sợ tốn điện. Một thời gian nữa ở không nổi, chắc chị phải chuyển ra ngoài thôi. Em cũng thấy như vậy á. Một thời gian nữa chắc chị phải chuyển qua đây ở thôi. Em cũng thấy. Khoan, chị nói cái gì vậy? Chắc chị phải chuyển qua đây ở thôi. Để làm chi? Mắc gì phản ứng như vậy? Em không nghe cái câu hả? Kẻ thù của kẻ thù là bạn đó. Chúng ta giờ có một nỗi sợ chung, đó là Big Monster là cục cưng đó, đúng không? Đúng chứ gì? Bởi vậy chị chuyển qua đây ở, có thể làm bàn đạp cho em, làm chỗ dựa cho em để chống lại cục cưng. Với lại hả, chị chuyển qua đây chị trông Tina cho hai đứa, học quá rồi còn gì nữa. Sao em không nói gì đi? Chị thực sự tốt vậy hả? Bây giờ chị Tròn nói em á, phát âm hết ngữ pháp tiếng Việt đúng hết, nghe nó còn dễ tin hơn nữa đó. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Rõ ràng có gì mà ám nè. Hôm qua thì mượn tiền em, còn hôm nay á, đội tràn qua nhà em ở luôn, chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ chị nói không? Chị mà không nói hả thì em kêu chồng em gọi hỏi má Trộn đó.
Tina, bữa nay đi chơi vui không con? Vui, nhưng mà phải có Jackie thì vui thôi. Ồ, vậy là con nhớ bà Jackie hả? Không phải, con chỉ muốn gượt đuổi Jackie vào xe điện đụng thôi. Con hư lắm nha. Tối ngày là ba chỉ thấy con ăn hiếp ba Jackie không ạ? Vì Jackie là gia đình của con nên con được quyền. Mà mỗi lần thấy Jackie nổi nóng lên á, con vui lắm á. Con mà cứ như vậy hoài á, bà sẽ không dắt con đi chơi nữa. Má Hương rất đầu đau quá à. Nhưng mà giờ mình đi đâu? Hay là giờ mình vô rạp chiếu phim xong mình coi phim hoạt hình đi? Coi phim hả? Thôi, bây giờ trễ rồi. Hai ba con mình á phải về phụ ba Jackie làm việc nhà. Chịu không? Không đâu. Làm bao nhiêu cũng không vừa ý giấc đời đâu. Toàn mệt thêm không à. Tina, con phải hiểu là chúng ta là một gia đình. Và một gia đình thì làm việc gì cũng phải làm cùng nhau. Con hiểu chưa? Nhưng mà con chỉ không muốn dắt đi la con nữa thôi. Thì ba Jackie cũng hơi khó tính. Cũng hay là ba con mình, nhưng mà cũng chỉ muốn tốt cho ba con mình thôi. Tốt đâu không thấy mà toàn thấy mệt không à. Con lăn quá trời mệt lắm á. Nếu con mệt á thì con làm gì? Đó là tuyệt chiêu để con hạ gục dắt đi á. Ồ, thiệt hả? Thiệt. Ba không tin nó thì ba thử đi. Em nhẹ nhàng thôi. Em đừng có đập mạnh tay quá. Chị không có tiền mua điện thoại mới. Cái tiền chị mua điện thoại á, nó cũng không bằng cái tiền mà chị tiếp tục vay nợ đâu. Nửa tỷ. Chị nghĩ sao vậy? Chị biết mà, 500 triệu. Em đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà em biết không, cái tiền đó chỉ là bề nổi thôi. Còn chị đang chìm đó. Chị đang chìm như là con tàu đang phải tản băng trôi vậy. Em nói chị nghe, em còn người chồng ngốc nghếch và đứa con ương bướng đang chèm nấu ăn mỗi ngày. Chị đừng kéo em chìm theo chị. Gia đình em bất hạnh quá ha. Bà Bi à, coi như là chị năn nỉ em luôn á. Chỉ có mình em mới giúp được chị thôi. Em cũng thấy đó, dịch nè, đâu ai làm được gì đâu. Live stream không có ma nào mua hết trơn á. Trong cái kho ở nhà còn một đống kem trộn kìa. Em sai không? Không, đâu có nhu cầu. Em đủ trắng rồi. Chị còn đang nợ tiền hàng của em nữa đó. Chúng ta là người nhà mà, mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó em đừng nhắc nữa nha. Baby giúp chị đi, chị đang nỉ em đó. Chị đang nỉ em đó nha Baby nha. Đi, em nói là không mà. Em sẽ không mềm lòng với chị thêm một lần nào nữa đâu. Chuyện của chị tự giải quyết đi. Vay ngân hàng. Rồi. Vậy thì mượn tín dụng đen, có công ty đòi nợ. Mượn rồi mới vay ngân hàng trả. Vậy thì bán luôn cái nhà của má chồng để trả nợ cũng được. Bậy bạ. Chị chồng, chị làm ơn trưởng thành lên đi. Bây giờ chuyện của chị á, chị tự giải quyết nha. Đừng làm phiền tới em nữa. Bye chị. Jackie, đáng ghét, chị ghét em. Một mình Tina nói em câu này là đủ rồi. Chị có chừng em đó. Tịch thu điện thoại. Buông ra. Trừ nợ. Ê, Jackie, Jackie, trả điện thoại cho chị, Jackie. Em ép người quá đáng. Được rồi. Vay ngân hàng hả? Chị vay ngân hàng luôn. Vay quỹ tín dụng đen hả? Vay quỹ tín dụng đen luôn. Bán nhà cũng cục cưng hả? Bán nhà cục cưng luôn. Bán nhà cục cưng hả? Sao mà không nghĩ tới ta? Jackie ơi, em thông minh quá. Con ngủ với em. Vừa ngủ luôn đó anh. Em đọc vào phần tư câu chuyện á, mới chịu đi ngủ đó. Ừ. Anh sao vậy? Hôm nay anh vui lắm. Em có biết, trong lúc đi chơi với con á,
con nghĩ gì về em không? Dạ. Con hư lắm nha. Tối ngày là ba chỉ thấy con á ăn hiếp ba Jackie không ạ? Vì thích này là gia đình của con được quyền. Mà mỗi lần thấy Jackie nổi nóng lên á, con vui lắm á. Con bé này, thiệt. Em vui lắm đúng không? À, không. Vậy sao mặt đỏ vậy? Tự nhiên nó đỏ chứ, ai biết làm sao? Em vui lắm. Hóa ra con của em nó không ghét em như em tưởng. Con không những không ghét em mà còn coi em như một người bạn rất quan trọng. Nhờ anh á mà em hiểu thêm về con. Phải thưởng cho anh cái gì đi chứ. Thôi, đi ngủ. Đi vô anh. Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi. Tôi yêu cầu cậu, nói. Được. Sếp muốn em nói sếp nghe. Nana hoàn toàn không có một chút kỷ luật nào hết. Cô ta luôn đến trường quay trễ, coi thường cả ekip, không tôn trọng diễn viên lớn tuổi. Và điều quan trọng là cô ta diễn cực kỳ dở. Nín. Nhưng mà cô ta là KOL nổi tiếng. Cô ta là ngôi sao. Khách hàng cần cô ta có trong sản phẩm. Cậu nhìn người ta một chút không được sao? Bây giờ chỉ cần có cái mặt là làm diễn viên được rồi. Đối với em, cho dù ở vị trí nào đi chăng nữa thì sự chuyên nghiệp trong công việc vẫn là điều quan trọng nhất thưa sếp. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Lúc nào cậu cũng nói chuyên nghiệp này, chuyên nghiệp nọ, rồi chê bai hết người này tới người khác. Nhìn lại bản thân mình đi, có làm tròn trách nhiệm hay chưa? Trách nhiệm của em là đảm bảo được sự thoải mái và chuyên nghiệp trong buổi ghi hình, thưa sếp. Được. Nếu như cậu đã nói như vậy á, tôi sẽ cho cậu 4 ngày để tìm một KOL khác thế vào và thuyết phục khách hàng quay lại. Nếu như làm không được, đừng nhìn mặt tôi. Nhìn cái gì? Các người cũng vậy, đừng nhìn mặt tôi nữa. Làm như mình muốn nhìn mặt bà lắm đó trời. Nãy giờ giải quyết vấn đề này đi nè. Khách hàng chốt chị Kiều Diễm mà giá bà cao quá, rồi quay bù nữa tiền đâu tính. Có gì đâu, báo sếp đi. Đó đó, bà quay lại kìa. Báo bà đi. Mày báo đi. Nó lành lắm, nó dám báo cha báo mẹ chứ ở đâu mà báo sếp à. Ê con kia mày hùa hả? Mày thấy ai này nói mày hùa hả? Tao là nhân viên cũ nhất công ty này nha mày kìa. Ủa thì sao mày? Sao là sao? Sao lại như tao? Ôi. Nó nói đúng mà. Hả? Mọi người im lặng đi. Mà tôi thấy mắc cười quá à. Cái chuyện này ai làm thì người đó chịu trách nhiệm đi chứ. Được rồi, mọi người hủy lịch quay đi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cùng lắm là nghỉ việc thôi. Ôi, khoan, bình tĩnh đi anh. Gì đâu, có chuyện gì tụi mình giải quyết mà. Đúng rồi, ngồi 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 đi. Để có gì nói lại chị Diễm, chắc ổn á mà. Khoan, tôi có ý kiến. Ủa, anh Hùng Cường có trong phòng cuộc họp này luôn hả? Có chứ, nhưng mà anh có tiếng nói quá nên không ai biết chứ. Hiểu. Anh nói đi anh. Nãy giờ mọi người nói Diễm nào vậy? Bà về tới chưa? Sao mà lâu quá vậy? Quẹo vô hẻm là tới rồi nè. Quẹo trái ông nội ơi. Anh ơi, tôi chưa gửi món. Dạ, nhưng mà tôi muốn mang ra. Và ép cậu uống. Hả? Giỡn đó. Cái này là của chị Sương kêu tôi mang ra đó.
À, của chị Sương. Chào cậu, tôi tên là Khả Sơn, quản lý mới của quán này. Rất vui được biết Jackie. Còn tôi là Jackie, rất vui được biết cậu. Mà sao anh biết tôi? Tôi biết nhiều về cậu hơn cậu tưởng đó. Jackie. À! Anh có sao không? À, tôi không sao. Nhưng mà tao có sao nè. Chị có sao không? Má nó gút siêu cao dữ vậy. Mang gút cao cho người ta biết mình là con gái thiệt. Rồi té ngã ngửa vậy á, rồi ta nhìn mình chắc con gái dữ lắm. Chị sầu nhiều em á Jackie. Trời ơi, chết tao rồi, trời ơi. Ba cái túi đồ hiệu của tao. Trời ơi, cái thằng này, cái đầu mày là cục tạ hả? Làm gì mà cứng ác, cứng còng vậy? Trời đất ơi, cái đầu của em bị thương chị không lo. Đồ hiệu của chị mất chút xíu làm thấy ghê vậy. Mày khùng nhiều rồi, giờ khùng thêm xíu cũng sao chứ á. Nhưng mà mấy cái túi đồ hiệu của tao mà nó mớp thêm nhiều nữa, nó tao sầu nhiều luôn đó. Mấy cái này tao mua tặng cho má chồng tao mà. Hả? Má chồng? Má chồng. Chồng chị không phải chồng em. Đừng trồn trồn kỳ lắm. Nói chung là má chồng chị thấy cưng lắm em. Trời ơi, nhìn cái nết là chị ưng liền. Trời ơi, biết sao không? Không có nói ra nó vô. Ôi thì được quá trời, còn cái gì? Đặc biệt nha, khi mà nghe nói là tao đẻ không được đó, sẵn sàng đẻ con thì vợ chồng tao nuôi luôn. Trời đó. Nhưng mà tao đâu ngu, thì những ai đẻ sẵn nuôi khùng á. Thì đúng rồi. Tao không chịu. Không lẽ bà chịu? Thì đó. Ừ nha, bình thường chị khùng khùng gì đó, chứ tự nhiên khúc nào cần tỉnh táo là tao tỉnh táo ghê lắm. Tao nói với má chồng tao liền, thôi vợ chồng con còn trẻ lắm, chơi cho đã, con cái gì tầm này. À, cái xong tao kể đó, giống như nhỏ em con vậy đó, tự nhiên mới có tí tuổi à, đi xin con nuôi về, trời ơi, giờ nuôi thấy mẹ luôn đó. Chưa kể nha, phải chứ con nhỏ đó nó nghe lời không nói, nó cãi chém, con ngu không, dòng thứ gì mà ngu ngục vậy trời. Ủa, ý là bà đã nói chuyện của tôi đó hả? Thì ngoài mày ra tao đâu có đứa em nào có con mọn đâu. Nè chị ba, cứ giùm em cái. Mày như quảng cáo vậy đó. Ủa sao vậy? Nhìn thấy mày là muốn bỏ qua. Xong. Dọn nóng đồ vô nè ba. Thở dài không? Làm như tôi xin của bà không mày? Nhưng mà tao trả lương cho mày hàng tháng đó thằng quỷ. Yêu nghiệt. Ok ok. Thái độ không? Gì vậy? Gì đâu? Gì mà ngại ngùng e thẹn vậy bà nội? Ủa? Ai vậy chị? Tao nè. Không, tối người kia kìa. Cú hồn đó hả? Ừ. Thằng Sơn. À. Với Cần Thơ á, học kế toán, xong đi ra đi làm bá công ty này kia nọ đó. Lương ba cọc ba đồng có nhiêu đâu. Bà dì tao, bà mới nhờ tao. Tao mới nắm đầu tụi với Cần Thơ, tao lo đến đây làm quản lý á. À. Ừ. Gì vậy má? Em hỏi chơi thôi. Ê nè, bớt nghe. Chồng con đề quề rồi đó nha, đừng có dở cái thói trà xanh, trà đào, trà dâu, trà bưởi, tao chửi nghe không xuể luôn á. Bà khùng á, tôi có chồng rồi, có bà đó. Khùng. Có má chồng rồi. Quên á. Bây giờ người ta là hả phụ nữ, tao là nết na thùy mị đoan trang. Ừ, quên nữa. Mà nhắc vụ má chồng mới nhớ. Cái gì? Dạo này em cứ lo làm sao chị ơi. Lo cái gì má? Kiểu như là sắp có một cơn bão to sắp ập tới nhà của em vậy. Ghê vậy bà nội, bão đâu ra bà nội? Cái chuyện đó đó. Nhớ. Cái chuyện bữa mày kể tao nghe, vụ má chồng mày qua quậy banh tao lông cái nhà mày lên đúng không? Thì đó. Sao? Nói tới nói lui á thì ông cu đơ ổng nhằn, mà không nói á thì cứ lo. Lo gì mày ơi, tao nói mày rồi, mày lo thì cũng giống như cây me rụng lá, con bò rụng cụm lông vậy đó. Mà bây giờ mày không lo thì cũng giống như là cây me rụng cụm lông, cây bò rụng lá, rồi tao nói điên nói khùng luôn. Tao nói hồi tao không biết tao nói gì. Ủa tao nói gì vậy? Thì tao nói là mày đừng có lo, hiểu không? Mà là tao lo đó. Sao vậy? Tao khùng nó điên. Ông nội tao nói hồi tao nói điên nói khùng rồi nè. Tao nói hồi tao không biết tao nói gì luôn. Nghe lời chị đã kinh qua biết bao nhiêu bà má chồng rồi, kinh nghiệm một bụng này nè, phải không? Nhà mình ở, chồng mình xài, tao xài giùm được không? Không. Đó, con mày nuôi, tao đâu ngu gì tôi nuôi giùm, phải không? Đó, cho nên là mọi quyền quyết định là do mày. Má chồng mày không có suy nghĩ gì ở đây chứ.
mà tự em lo. Chẳng qua em tức nè. Tức cái gì? Con Tina nhà em nó không nghe lời của em. Trời ơi, ở nhà hả nó cãi em chém. Mà em nói hả nó không có nghe lời em. Tức một cái á là má chồng em nó có một câu nhẹ. Nó nghe nó không dám nói tiếng nào luôn. Mày ngạc nhiên. Mày không có gì ngạc nhiên hết trơn á. Mày nhìn cái chân mày má chồng mày kìa, giống như là sắt mà chém bùn vậy đó. Trời ơi, bén đứt tai luôn á. Ông nội tao đội mồ vậy á, ông nội tao còn sợ huống hồ chi tao. Chắc chân mày có bà mục dữ lắm à, bà nói người ta. Chị sầu nhiều em nha. Cãi chém 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 hoài à. Đó, nhiều khi mày nói con Tina gãy chém chém, mày gãy chém chém hơn á. Mệt ghê. Chị nói em nghe. Tình trạng của em bây giờ với má chồng của em á, căng dữ lắm. Như hai cái nước thời chiến quốc vậy đó. Trời ơi, chị nói nghe ghê quá. Có gì đâu mà ghê. Chị nói em nghe nè, bây giờ á em thương chồng, dạy con của mình là phải làm rồi. Nhưng mà em phải dùng kỹ cương phép nước để mà thống trị. Đó, cách ly, tách xa bà má chồng ra khỏi con Tina. Hiểu không? Mà thật ra hai vợ chồng em cũng ra ngoài ở riêng rồi. Má chồng có đâu tiếp xúc Tina nhiều đâu. Cách ly nữa, cách ly tuyệt đối luôn. Không có cho bà lén phén vô gặp con Tina luôn, hiểu không? Bớt hồi hộp gia đình, bớt đau, bớt khổ. À quên quên quên. Còn con chị chồng của mày, quỷ chuyên môn thiếu nợ á. Bữa trước nha, bán hộp kem sức lên một cái hả, mụn lên dê dê luôn. Trời. Đó, mày coi 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 làm ăn thất đức không? Con nhỏ đó nha, nhân tố bí ẩn. Trời ơi, mày mà không ngăn chặn ngay từ đầu á là chở tao không kịp nha. Quỷ đó nó đặc sắc lắm đó. Cái này cho nó đúng nè. Đó. Alo, chồng hả? Ủa, anh khóa của chồng hay sao vậy? Mà em vô không được. Dạ. Em về rồi hả? Xin lỗi em nha, nãy anh lỡ tay anh chốt cửa. Sao vậy? Thì anh chỉ muốn hai đứa mình đứng đây hóng gió thôi mà. Hóng gió? Trước cổng nhà hả? Ha. Anh là anh vào anh lấy xe, anh chở em đi chơi nha. Lâu hai đứa mình không đi chơi. Rồi Tina bỏ cho ai? Anh tránh anh. Tránh. Nhưng mà em phải hứa với anh, dù có chuyện gì á, em cũng phải bình tĩnh nha. Tránh anh đi. Nói rồi, đâu có gì đâu. Tina đâu anh? Thôi mình đi ăn đi em. Jackie. Cái này á là ba con anh về nhà sớm á nên bày ra chơi chút thôi à. Bây giờ ba con anh sẽ dọn dẹp liền ha. Đâu có đâu, con nghỉ học ở nhà chơi bà nội mà. Trời đất ơi. Ba, tại
tại vì á, bà nội đi tập yoga nên về sớm. Hay là mai mốt á, bà dẫn bà nội qua đây nhiều hơn đi, để á, bà nội chơi con. Ở nhà với bà nội vui hơn, ở nhà với dắt đi nhiều. Hả? Bớt nói đi. Anh đi tắm rửa cho con đi, rồi hãy nhìn mặt em. Anh biết rồi. Dắt đi là quạo nó rồi, chán thiệt. Con mà cãi ba thêm một lần nữa là con mới buồn thật sự đó. Thôi đi tắm nghe. Đi đi con.